Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, và giá lợi tóc, ma tăng và báo đảng, một cặp đôi hoàn hảo lừa đảo người, lừa đảo Phật. Theo gió bắc, theo thông tin từ Chùa Ba Vàng, từ ngày 23 tháng 12 đã có hàng vạn người dân Phật tử đổ về đây để chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật được cho là có từ 2.600 năm trước. Theo thông tin từ Chùa Ba Vàng, xá lợi được trưng bày là một trong 8 sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ ở trên đầu của mình, trao cho hai thương buôn người Myanmar hơn 2.600 năm trước. Theo đại diện của Chùa Ba Vàng thì xá lợi tóc của Đức Phật có khả năng chuyển động như là một vật thể sống. Xá lợi tóc với hình dạng giống như là một sợi tóc bình thường nhưng lại uyển chuyển qua trái qua phải, quay tròn, cong lên rồi cụp xuống và không hề có một sự tác động nào. Và thậm chí khi mà gặp vật cản thì sợi tóc còn có thể tự bật ra ngoài. Và đến nay thì khoa học vẫn chưa thể lý giải được việc một sợi tóc mấy nghìn năm không hỏng lại có thể chuyển động như vậy. Riêng Thanh Hoàng thì không bao giờ tin được rằng sợi tóc có thể tồn tại được tới 1.600 năm. Chúng ta cứ tưởng tượng nếu như một sợi tóc của chúng ta cho dù có cất kỹ như thế nào thì khoảng 10 năm, 20 năm sau khi ta bỏ kín đến mức độ như thế nào khi bỏ ra thì nó cũng sẽ bị vụn chứ không bao giờ nó có thể nằm yên đến mức độ như vậy. Thì chúng ta có thể khi mà đọc xong thông tin ở chùa Ba Vàng sắc mùi lá cải phảng phất mê tín dị đoan dạng ma vú dài, quỷ nhập tràng, thiên linh cái và các bậc lão thành cách mạng, các đảng viên kiên trung với chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vô thần, nhất định sẽ cho rằng đây là thông tin bịa đặt xuyên tạc của các thế lực thủ địch tuyên truyền mê tín dị đoan. Sợi tóc tồn tại 2.600 năm lại biết tự chuyển động, hẳn nhiên đó là một trò lừa đảo. Các báo chí cách mạng, báo chí chiến lược cho xã hội tiến bộ không thể nào là cái loa nhắm mắt đưa tin một chiều theo lời kể của chỉ một nguồn tin, chính là nơi tạo ra sự kiện hoàng đường này. Khởi nguồn, thông tin này chính là đồng chí Ma Tăng Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, một thời lừng lẫy hút tiền oan gia trái chủ và sáng kiến, khất thực thu tiền nhân đại lễ Vu Lan. Sau thời gian bị dư luận bóc mẽ thì phải thực hành sám hối đại tăng, đình chỉ các chức vụ trung ương giáo hội Phật giáo quốc danh. Thầy Thái Minh xảo ngôn trên Facebook, thúc giục đám con nhang đệ tử móc túi cúng giường sợi tóc, hệt như là trò oan gia trái chủ trực đây. Không biết giáo hội Phật giáo Việt Nam lần này có bắt ông này phải sám hối 7749 49 ngày giống như những lần trước hay không? và đại chúng thì được chiêm bái, đảnh lễ và cúng dường xá lợi tóc của đức phật là xá lợi thân của ngài và đây là nhân duyên hay là uh, hữu thủ thắng thầy thái minh tin rằng nếu như ai với tâm tin kính hiểu được đức phật là một con người chân thật là bậc vĩ nhân siêu việt với lòng từ bi rộng khắp thì dù chỉ một lần khởi tâm hoàn hỷ tán thán cúng dường cũng được vô lượng công đức phước báu và được nhân duyên tu tập kéo dài nhiều kiếp qua lời gọi thần thánh đó là qua nhiều lần thúc giục phật tử hãy tập trung đến chiêm bái theo lời hạn đã định và giống như là lời giao mại rô của gánh sơn đông mãi võ hay là các em gái bán đồ lót online mục đích chiến dịch sợi tóc xá lợi phật lần này là du quyến phật tử con nhang cúng dường càng nhiều càng tốt. Báo chí và mạng xã hội a -dua theo chùa Ba Vàng và thích trúc Thái Minh lừa dối người dân quả là một bọn xấu phản động. Chắc chắn là như vậy. Và các cụ cách mạng lão thành các dư luận viên thế hệ kế thừa nhất định sẽ xông lên đập cho nó chết. Nhưng, xin thưa rằng trăm lần không, vạn lần không và không phải bọn xấu bài viết bơm hơi cổ suý cho trò lực sợi tóc Phật 2600 năm là nhà báo thanh niên thuộc Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam. Người ta không lạ gì báo thanh niên với tiền án tiền sự năm 2007 từng làm cái loa cho Ma San tung tin nước tương truyền thống nhiễm chất 3MCPD gây ung thư và chiến dịch này thì tiêu diệt hàng loạt thương hiệu nước mắm và nước tương và giúp cho Chin Su tăng doanh thu hàng ngàn tỷ, độc chiếm thị trường với nước độc hóa chất. Năm 2016 thì báo Thanh niên phất cờ tung tin nước mắm truyền thống nhiễm arsen gây bão dư luận và suýt giết chết nước mắm lâu đời nhất ở Việt Nam và cũng để giúp cho nước muối pha hóa chất Nam Ngư của Masan độc chiếm thị trường. May là cộng đồng mạng và các nhà sản xuất nước mắm đấu tranh lật ngược thế cờ, báo thanh niên đánh cháo khái niệm arsen trong nước mắm truyền thống là đạm hữu cơ, không độc hại và với các arsen vô cơ. Nam ngư không có arsen vì không làm từ cá và không có đạm hữu cơ và phó tổng biên tập, tổng thư ký tòa soạn báo thanh niên phải bị kỷ luật. Nhưng một con én đâu có thể làm nên cả một mùa xuân, một miếng ngon giữa đàng đâu thể sơi một mình một cổ. Vụ sợi tóc 2.600 năm này, báo thanh niên đâu chỉ nuốt một mình. Đồng điệu đồng thanh với thanh niên còn có đại đoàn kết của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo tiền phong của Trung ương đoàn thanh niên Cộng sản, người đại biểu nhân dân của Quốc hội và rất nhiều tờ báo quốc danh khác cùng khuếch đại để cho bạn đọc không mất thời gian tra cứu link. Chúng tôi xin gửi kèm hình ảnh một số trang báo online tiêu biểu. Sau thời gian bị đình chỉ, hiện nay thì Thích Trúc Thái Minh đã được phục hồi và thậm chí còn thăng chức trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Quốc danh. Trong đó thì có chức vụ Phó Ban Tuyên truyền Truyền thông Trung ương. Tiếng nói Thái Minh chính là tiếng nói của giáo hội. Quyền lực tiền bạc ở trong tay Thái Minh nên báo đảng và ma tăng đồng thanh đồng hành đồng lõa là chuyện rất bình thường. Thông tin lừa dối hoang đường của báo thanh niên ngay lập tức bị dư luận phản ứng, phê phán về sự vô lý của sợi tóc 2.600 năm. Nhiều người chỉ ra rằng mạng mua bán Shopee hiện đang giao bán đầy loại cỏ có tính năng ngon ngoe y hệt như sợi tóc xá lị Phật của Thích Trúc Thái Minh. Báo thanh niên ngay lập tức đã gỡ bài và đỡ gạt là xóa xá lợi tóc đức Phật 2.600 năm trưng bày ở Chùa Ba Vàng gây hoài nghi thêm một cái kiểu là cái bài vuốt đuôi như vậy. Và bài báo mượn lời chức sắc Phật giáo quốc danh quan chức địa phương tỉnh Quảng Ninh kiểu không biết, không nghe, Huệ Cả Làng. Việc Chùa Ba Vàng trưng bày và đưa ra thông tin xá lợi tóc Đức Phật 2600 năm khiến cho nhiều người hoài nghi. Một số người còn tìm thấy thông tin trên các trang mạng xã hội bày bán xá lợi với hình dáng tương tự với giá chỉ có 500.000 hồ tệ mỗi sợi. Trước thông tin nói trên thì Thượng tọa Thích Đạo Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, chúng tôi chưa nắm được thông tin về việc Chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi tóc Đức Phật có 2.600 năm về trước. Giáo hội cũng chưa nhận được thông tin có liên quan. Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho rằng Chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi nói trên là việc nội tự và không cần phải xin phép. Đơn vị cũng cử cơ quan chuyên môn đến để làm rõ thông tin sự việc kể trên. Bài báo này vẫn là một thái độ thủ thuật lấp liếm, trí trá, vô trách nhiệm, không thể chấp nhận được với nghề báo Nhà báo trẻ Nguyễn Dân đã làm cuộc điều tra bỏ túi, vạch ra sự dối trá của thông tin từ Chùa Ba Vàng và Bọc Thanh Niên. Theo thông tin từ Chùa Ba Vàng, xã Lợi Tóc của Phật Thích Ca được thỉnh từ Chùa Mi của Myanmar. Nhưng mà mình đã đi Myanmar, chùa nổi tiếng nhất là Chùa Swedagon ở Giang Ngôi chùa này ngoài nổi tiếng vì được rát vàng tấn vàng và đá quý thì còn được biết đến là nơi cất giữ 8 sợi tóc của Đức Phật Thích Ca. Mình cũng đã thử search thông tin về chùa Parami thì ngoài thông tin của trang thầy thích trúc thái minh.com lẫn Facebook nói về xá lợi tóc của Phật thì thông tin rất là lõm bõm và không thể kiểm chứng. Đại khái năm 1979 có thầy Sajadao trụ trì chùa Parami đã đi khắp các nước để thu thập các mẫu vật được tin là xá lợi của Đức Phật và các đệ tử của Ngài rồi sau đó thành lập ra bảo tàng xá lợi. Vào năm 2019 tại Malaysia để lưu giữ các xá lợi đó, hoàn toàn không có thông tin xá lợi tóc ngọ nguậy của ông Thích Trúc Thái Minh, Chùa Bà Vàng. Đang nói là Nguyễn Dân đã nêu lên vấn đề cốt lõi của Phật Pháp là Giáo lý giải thoát bằng sự giác ngộ của con người chứ không phải do phù phép siêu nhân nào. Phật không yêu cầu lễ bái dù theo pháp môn nào thì cũng hướng Phật tử thực hành giới, định, tuệ chứ không phải chăm chăm vào việc cúng dường. Nhưng nếu có xá lợi tóc tức là tóc của ông Thích Ca năm xưa thì sao? Thì chẳng sao cả. Di sản của Phật Thích Ca năm xưa là chỉ cho nhân loại con đường của sự giác ngộ bảo vật là pháp chứ không phải là viên xá lợi hay là nhục thân vô tri tay phật chỉ chăng thì chăng mới là nơi hướng tới chứ không phải là tay của phật cúng bái lạy lục một sợi tóc ngo ngoe thực ra chỉ là cọ li pi thì đó là sự cuồng tín ngu độn và nói thẳng là do thằng thích trúc thái minh bày ra để mòi tiền thâm thúy nhẹ nhàng nhà báo tăng bá sên đã nêu câu nói quan trọng của đức phật trong kinh kim cương một kinh điển mẫu mực của phật giáo đại thừa này tu bồ đề cái thân tướng này không phải thật là thân tướng của như lai thật vậy trong kinh kim cương đức phật còn có bài kệ làm rõ hơn tính sắc không của tạo vật nếu thấy ta bằng sắc tướng nghe ta bằng âm thanh người này đi đường ta không thấy được Như Lai. Như vậy, đã quá rõ là chuyện sợi tóc 2.600 năm của Đức Phật vừa là cho lừa rẻ tiền, kính lễ cúng dường cho dù là với sợi tóc thật của Đức Phật cũng là tà đạo. Tại sao chính quyền đảng Quang Vinh lãnh đạo toàn diện lại nhắm mắt làm ngơ cho Ma Tăng, thích chúc Thái Minh đồng hành với báo đảng, lừa bịp và móc túi người dân như vậy? Nhà báo Tâm Tránh Nguyên Tổng biên tập Báo Sài Gòn tiếp thị lừng lẫy một thời có status ngắn liên quan đến việc chính quyền ngăn cấm triển lãm chân dung nhiều nhà văn hóa một cách vô lối và việc chính quyền buông tay nhắm mắt trước trò mê tín lừa đảo công chúng công khai rầm rộ này. Mấy bức tranh gò đồng triển lãm thì phải xét duyệt, còn cộng lông ngọ nguậy đem ra chiêm bái thì là chuyện của chùa. Đương nhà đương cục nào đúng đây. Status của tâm tránh được đông đảo cộng đồng hưởng ứng, câu hỏi này tự nó đã có câu trả lời và vấn đề là thái độ liệu công chúng còn có thể im lặng được, chịu đựng sự lừa dối, sự mị dân, sự ngu dân, sự chấn lột về vật chất và cả tinh thần cho đến bao giờ. Còn theo Hà Nguyên, nhà chức trách cần phải xem xét toàn bộ vụ việc về những dấu hiệu vi phạm pháp luật của pháp nhân của chùa Ba Vàng. Một bản tin trên trang web của chùa Ba Vàng viết, xá lợi tóc Phật được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar nay xuất hiện lần đầu tiên tại chùa Ba Vàng. bắt nguồn từ nhân duyên đoàn chư tăng Phật tử chùa Ba Vàng đến chiêm bái xá lợi tại chùa Paromi và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami Myanmar. Tại đây thì phái đoàn đã có lời mời hòa thượng trụ trì chùa Paromi về chùa Ba Vàng dự lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Quý thầy đã hoan hỷ nhận lời và còn hoan hỷ cung thỉnh bảo xá lợi tóc của Đức Phật về Việt Nam, góp phần cho đại lễ thêm lòng trọng. Tạm gác qua yếu tố tâm linh trong sự kiện trên, Vấn đề là cần làm rõ ở đây là phía ban tổ chức Chùa Ba Vàng có tuân thủ các quy định về hành chính trong thủ tục xin giấy phép cho việc trưng bày một vật được cho là bảo vật xã lợi tóc của Đức Phật được nhập khẩu từ Myanmar vào Việt Nam. Trong nghị định số 23 trên 2019 trên NDCP về hoạt động triển lãm, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. Thứ nhất, triển lãm là việc tổ chức trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu tập trung trong một thời gian tại một không gian nhất định theo các hình thức khác nhau, bằng các phương tiện kỹ thuật khác nhau nhằm mục đích giới thiệu, công bố, phổ biến trong xã hội cộng đồng. Thứ hai là triển lãm không vì mục đích thương mại là triển lãm không bao gồm hoạt động mua bán hoặc tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán. Thứ ba là hoạt động phối hợp trong triển lãm là có hoạt động diễn ra trước và trong quá trình triển lãm, có nội dung bổ sung thông tin, tuyên truyền hoặc làm phong phú cho hoạt động triển lãm. Điều 8 của Nghị định 23 trên 2019 trên NDCP có ràng buộc về các điều kiện đối với tác phẩm, hiện vật, tài liệu, địa điểm triển lãm như sau. Thứ nhất, tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm không có một trong các nội dung sau. A. À, tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. B. Tiết lộ bí mật cơ quan tổ chức cá nhân mà không được sự đồng ý của cơ quan tổ chức cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định. C. Kích động chiến tranh gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước, gây chia rẽ tôn giáo, mất đoàn kết dân tộc, truyền bá tư tưởng phản động. D. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng và xúc phạm vĩ nhân anh hùng dân tộc nhân danh văn hóa, vu khống, ám hại uy tín của cơ quan tổ chức danh dự và nhân phẩm cá nhân. D. Vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an toàn, trật tự, xã hội, tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái. Hai là tác phẩm hiện vật, tài liệu được triển lãm không thuộc trường hợp bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi tịch thu. Thứ ba là tác phẩm hiện vật, tài liệu được triển lãm phải phù hợp với chủ đề nội dung của triển lãm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp thứ tư là địa điểm triển lãm phải phù hợp với quy mô triển lãm bảo đảm các điều kiện về trật tự an toàn xã hội vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ như vậy, vật phẩm bảo vật xá lợi tóc Đức Phật được nhập khẩu từ Myanmar và Việt Nam cần phải tuân thủ theo trình tự của thủ tục hành chính kể trên. Và nếu như phía ban tổ chức Chùa Ba Vàng đã tuân thủ đúng quy định này thì cần thiết đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép phải lên tiếng làm rõ với công luận về tính xác thực của vật phẩm trưng bày. Tránh các nguồn đồn đãi về việc Phật giáo Việt Nam đang bị một nhóm khoác áo tu hành lũng đoạn gián tiếp phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc theo pháp luật hình sự Việt Nam. Bằng ngược lại thì nhà chức trách cần phải xem xét toàn bộ vụ việc về những dấu hiệu vi phạm pháp luật pháp nhân chùa Bà vàng và thích trúc Thái Minh. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thay cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.